Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng truyền hơi nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng truyền hơi nữ của thành phố Phổ Yên và đội tuyển bóng truyền hơi nữ của thành phố Thái Nguyên trong khuôn khổ giải đấu bóng truyền hơi thành phố Sông Công mở rộng năm 2022. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của thành phố Thái Nguyên phía gần màn này các bạn và các cầu thủ của thành phố Phổ Yên phía xa màn này các bạn. Chắn bóng thành công. Điểm số đầu tiên cho các cầu thủ Phú Yên 1-0. Đây là một trận đấu rất hay, ngang tài ngang sức. Hai đội đều có những hàng công thủ rất mạnh. Điểm cho Thái Nguyên 1-1. Bóng không có lưới rồi. Tiếp tục thêm một điểm nữa cho tuyển thành phố. 2-1. Bỏ nhỏ thành công và tấn công rất sáng tạo của số 3 bên tuyển thành phố Thái Nguyên. Khi mà rào chắn các cầu thủ của Phú Yên lên làm rào chắn thì chỉ chuyển sang bỏ nhỏ. Điểm số bây giờ là 3-1 cho thành phố. Cũng báo cáo với các bạn là vì đây thực tế mà nói thì là hai đội đều là thành phố Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Thì bình luận như thế là hơi dài, mình khó hay bị lỗi. Mình xin phép các bạn là bình luận là đội tuyển thành phố Thái Nguyên là đọc là thành phố và đội tuyển Phổ Yên là mình đọc là Phổ Yên nhé. Chắn bóng tốt. Điểm cho Phổ Yên. 2-3. À xin lỗi các bạn, tỷ số bây giờ là 3-3. Bóng không có lưới rồi. 4-3 cho thành phố. Bóng không có lưới. 5-3 cho thành phố. Số 3 của thành phố Thái Nguyên phát bóng. Quý vị và các bạn xem lại phát bóng. Vừa rồi là trọng tài đã xác định bóng đã chạm tay rào chắn các cầu thủ của Phú Yên. Điểm cho thành phố 6-3. Lần này thì bóng không có lưới rồi. Đổi điểm cho Phú Yên 4-6. Bóng không qua lưới. Tiếp tục thêm một điểm nữa. À xin lỗi, điểm cho các cầu thủ thành phố Thái Nguyên 7-4. Vừa rồi là trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Phú Yên. Điểm cho thành phố 8-4, khoảng cách nhân đôi. Bên tuyển thành Phú Yên có sự thay đổi người. Trận đấu tiếp tục. Pha đập bóng rất tốt nhưng rào chắn của các cầu thủ Phổ Yên đã phát huy tác dụng trong pha bóng vừa rồi. 5-8 cho Phổ Yên. Giờ là trọng tài xác định bóng ngoài sân. Điểm cho các cầu thủ Phổ Yên 6-8. Hãy
Vừa rồi là điểm cho các cầu thủ Phú Yên 7-8. Điểm cho thành phố 9-7. Không được rồi. 17 cho thành phố Thái Nguyên. Số 3 của thành phố phát bóng. Tốt, bóng đã lọt lòng các cầu rào chắn các cầu thủ của Phú Yên. Điểm 11-7, khoảng cách 4 điểm cho các cầu thủ thành phố. Chắn bóng tốt. Điểm cho Phú Yên 8-11. Tiếp tục thêm một điểm nữa, điểm cho các cầu thủ thành phố Thái Nguyên 12-8. Không bản cái gì chỉ hoàn ăn. Và cái điểm rất đơn giản của các cầu thủ thành phố Thái Nguyên. Vừa rồi là trọng tài đã xác định bóng chạm rào chắn các cầu thủ Phú Yên ra ngoài sân. Điểm cho các cầu thủ thành phố 13-8. Chính xác, vừa rồi là xem lại pha quay chậm thì chính xác bóng đã chạm tay các rào chắn của các cầu thủ Phú Yên. Thế là thì bóng ngoài sân rồi. Điểm cho các cầu thủ Phú Yên 9-13. Bên tuyển thành phố có hai chủ công rất mạnh, số 3 và số 1. Vừa rồi là chúng ta xác định điểm cho các cầu thủ thành phố 14-9. Bỏ nhỏ thành công. Điểm cho Phú Yên 10-14. Bóng không qua lưới. 15-10 cho tuyển thành phố. Bên tuyển thành phố phát bóng. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật. Chính xác, lỗi chuyền hai của các cầu thủ Phú Yên. 16-10 cho thành phố. Mười bảy mười cho thành phố. Đợt bóng rất uy lực, pha nhảy đẹp vừa rồi là pha nhập đợt của chủ công số 1 bên tuyển thành phố. Bóng đã chạm rào chắn các cầu thủ Phú Yên ra ngoài sân. Điểm cho các cầu thủ thành phố 18-10. Bóng trong sân. Đội điểm cho Phú Yên 11-18. Vẫn còn. Chắn bóng tốt. Bây giờ là pha tấn công bị bắt bài của các cầu thủ Phú Yên. Điểm 19-11 cho thành phố. Hai mươi mười một rồi chúng ta sẽ định bóng trong sân. Hai
không được rời bóng ngoài sân. Đội điểm cho các cầu thủ Phú Yên 12-20. Như vậy là kết thúc set đấu thứ nhất thì các cầu thủ thành phố giành chiến thắng trước các cầu thủ của Phú Yên với tỷ số là 21-12. Hai đội đổi sân và tiếp tục thi đấu set đấu thứ hai. Sang set đấu thứ hai thì các cầu thủ Phú Yên phía gần này các bạn và các cầu thủ của thành phố phía xa mà này các bạn. Điểm số đầu tiên cho các cầu thủ Phú Yên 1-0. Tiếp tục thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Phú Yên 2-0. Pha bỏ góc, bỏ nhỏ góc xa rất tuyệt vời của các cầu thủ Phú Yên. Bóng tốt. Điểm số đầu tiên của set đấu thứ hai cho các cầu thủ thành phố Thái Nguyên 1-2. Bóng không qua lưới. Điểm cho Phú Yên 3-1. Còn không, không được rồi. Nỗ lực cứu bóng của các cầu thủ Phú Yên không thành công. Điểm cho thành phố 2-3. Bóng ngoài sân. Điểm cho thành phố 3-3. Vẫn còn. Không rồi, bóng không qua lưới. Điểm 4-3 cho các cầu thủ thành phố. Bỏ nhỏ thành công. 5-3 cho tuyển thành phố. Bên tuyển thành phố có hai cầu thủ thi đấu rất tuyệt vời, số 3 và cầu thủ số 1. Bóng ngoài sân rồi. Điểm cho các cầu thủ Phú Yên 4-5. Chắn bóng tốt. Điểm cho thành phố 6-4. Đập bóng tốt. Điểm 7-4 cho thành phố. Trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm cho thành phố. Chín bốn à, 8-4, khoảng cách nhân đôi. Tiếp tục thêm một điểm nữa cho các cầu thủ thành phố. 9-4. Bên tuyển Phú Yên xin thay hội ý. Ngay sau đó thì các cầu thủ thành phố có pha phát bóng hỏng. Điểm 5-9 cho Phú Yên. Bóng ra ngoài. Điểm cho các cầu thủ Phú Yên 6-9.
điểm cho thành phố 16. Vừa rồi là một pha không khơi, không hiểu ý nhau của các cầu thủ Phú Yên. Bóng ngoài sân rồi. Điểm cho các cầu thủ Phú Yên 7-10. Vẫn còn. Bóng ngoài sân. Điểm cho Phú Yên 8-10. Chân bóng tốt. 9-10, khoảng cách còn một điểm nữa. Vẫn còn. Còn không? Còn được rồi. Đập bóng tốt, điểm số được cân bằng, 10 đều. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật, lỗi bê bóng của các cầu thủ bên tuyển thành phố. Điểm 11-10. Lần đầu tiên trong trận đấu và cũng là lần đầu tiên trong xét đấu là các cầu thủ Phú Yên vừa dẫn trước một điểm. Bóng ngoài sân rồi. Điểm cho Phú Yên 12-10. Bóng không có lưới. Điểm cho các cầu thủ thành phố 11-12. Thật là bóng tốt. Bóng đã chạm rào chắn các cầu thủ thành phố ra ngoài sân. Điểm cho Phú Yên 13-10. Trong sân. Chính xác. Điểm cho các cầu thủ Phú Yên 14-10. Bên tuyển Phú Yên có cầu thủ áo không số, áo vàng đen đánh rất hay. Rất tuyệt vời. Đúng là danh hiệu đây. Một pha bóng rất lắt léo hay. Còn không, vẫn còn. Vẫn còn. Một pha bóng rất hay. Vẫn còn. Trọng tài đã thổi còi vừa rồi là trọng tài xác định bóng chưa qua lưới. Điểm cho các cầu thủ thành phố 12-14. Ngay sau đó thì các cầu thủ thành phố có pha phát bóng không thành công. Điểm 15-12. Chắn bóng tốt 16-12 cho Phú Yên. Lại cái sân này cái dớp ba xét à. Trọng tài đã xác định các cầu thủ của thành phố Thái Nguyên đã chạm lưới trong pha bóng vừa rồi. Điểm 17-12 cho các cầu thủ Phú Yên. Đấy.
điểm cho 18-12 cho Phú Yên. Còn nói ngày thi đấu hôm nay ở cái giải đấu này rất nhiều trận đấu là xảy ra tình trạng ba xét, không biết trận đấu này có xảy ra ba xét không. Trận đấu rất hay, các cầu thủ Phú Yên càng đánh càng hay. Ở set đấu thứ nhất thì các cầu thủ thành phố không qua lưới, lưới 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 lưới. Vừa rồi là trọng tài xác định bóng chưa qua lưới, điểm cho các cầu thủ Phú Yên 19-12. Bên tuyển thành phố xin có một cầu thủ buộc giày. Đội bóng tốt, điểm cho các cầu thủ Phú Yên 20-12. Có lẽ trận đấu này lại phải thi đấu set thứ 3. Vẫn còn. Trọng tài xác định bóng ngoài sân, điểm cho các cầu thủ thành phố Thái Nguyên 13-20. Thông báo rằng tiếp theo số bình của đội con trai hai đội chúng ta chuẩn bị. Thôi được rồi, bóng chưa qua lưới. Như vậy kết thúc set đấu thứ hai thì các cầu thủ Phú Yên giành chiến thắng trước các cầu thủ thành phố với tỷ số là 21-13. Như kết quả của set đấu thứ nhất, các cầu thủ thành phố thắng các cầu thủ Thái Nguyên 21-13. Hai đội đổi sân tiếp tục thi đấu set đấu thứ ba. Điểm số đầu tiên của set đấu thứ 3 cho các cầu thủ Phú Yên 1-0. Đội bóng tốt, bóng đã chạm tay chắn các cầu thủ Phú Yên ra ngoài sân. Điểm cho thành phố 1-0. Rồi là trọng tài xác định điểm cho các cầu thủ Phú Yên 2-1. Rất tuyệt vời và phản xạ rất nhanh của số 1 bên tuyển thành phố. Vẫn còn. Trận bóng tốt, điểm 3-1 cho Phú Yên. So với cái đại hội thể dục, giải bóng đại hội thể dục giao của tỉnh Thái Nguyên thì đến phút này thì mình cảm giác cho các cầu thủ Phú Yên thi đấu rất hay, thủ rất tốt. Bóng không qua lưới, điểm cho thành phố 2-3. Điểm số được cân bằng 3-0. Bên tuyển thành phố phát bóng, số 1 của thành phố phát bóng. Điểm cho các cầu thủ Phú Yên. Như vậy là trọng tài xác định điểm cho các cầu thủ thành phố 4-3.
vẫn còn. Số 3 của thành phố có những pha tấn công rất uy lực, rất linh hoạt trong từng pha bóng một. Vẫn còn. Rất tuyệt vời. Thực ra mà nói là một công hay một đội thủ hay. Có lẽ vừa rồi là bóng đã vào chân quay, gãy gốm chân quay rồi. Như vậy là điểm cho các cầu thủ thành phố trong pha bóng vừa rồi 5-3. Bóng ngoài sân. Trọng tài xác định bóng đã chạm tay các cầu thủ Phú Yên ra ngoài sân. Điểm 6-3 cho thành phố. Đoạn này hình ảnh nó hơi kém một chút, mong các bạn thông cảm bởi vì là bóng nó vào chân quay, gãy chân quay. Rất tuyệt vời pha tấn công rất uy lực của chủ công số 3 bên tuyển thành phố. Chị Kusufa nhảy cao bật, đập rất vít bóng. 7-3. Bóng ngoài sân rồi. Đội điểm cho các cầu thủ ở Phú Yên 4-7. Số 6 của thành phố có độ tuổi rất trẻ, có lẽ trẻ nhất ở giải đấu này. Vừa rồi là trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm cho các cầu thủ ở Phú Yên 5-7. Vẫn anh ơi, vẫn anh trong bán hàng một góc vẫn còn. Trận đấu rất hay, phải nói là công hay thủ hay, kể cả hai đội. Bóng đã chạm tay chắn ra ngoài sân. Điểm cho các cầu thủ Phú Yên 6-7. Vừa rồi là điểm cho các cầu thủ thành phố 7-8. Mình bỏ mất mấy quả vì đang có khách, đang bình luận là có khách. Số 9 của thành phố phát bóng. Tỷ số bây giờ là 7-8. Nghiêng về, vẫn nghiêng về các cầu thủ. Tỷ số cân bằng 8-8. Bên tuyển Phú Yên phát bóng. Trận tiếp theo là Phú Bình Vân Ai và trận thứ 6 là Sông Công. Là bóng rất tốt. Cầu thủ áo không số bên tuyển Phú Yên. 9-8 cho Phú Yên. Bóng chưa qua lưới. Điểm số được cân bằng 9-9. Mười lăm, 13. Giờ mình kia thu mới là cày.
chưa biết được đội nào. Không được rồi, rất tiếc bóng không có lưới. Điểm cho các cầu thủ của thành phố Thái Nguyên 19. Vừa rồi đang bình luận thì có khách mua hàng, đâm ra là mình chạy ra vân hàng nên bỏ vấn vế quả. Pha bỏ nhỏ rất sáng tạo của Ngọc Thủy bên tuyển Phú Yên. Tỷ số được cân bằng 10 đều. Ở set đấu thứ 3 này thì ban tổ chức áp dụng set đấu 15 điểm cách biệt hai bàn. Ở giải đấu này phải nói là gần như trận đấu nào cũng là 3 set. Duy nhất chỉ có một hoặc hai trận là mới dùng sử dụng 2 set. Hầu hết là 3 set. Đâm ra những trận đấu nó rất dài. Chắn bóng tốt và tấn công bị bắt bài của các cầu thủ Phú Yên. Điểm cho các cầu thủ thành phố Thái Nguyên 11-10. Đá bóng tốt, điểm cho Phú Yên 11 đều. Trận đấu rất hay và hấp dẫn. Riêng với mình xem thì đối với đội tuyển Phú Yên ở giải đấu này, với cái giải đấu do đại hội thể thao, thì đội tuyển Phú Yên thi đấu rất hay, thủ rất tuyệt vời. Tiếp tục thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Phú Yên 12-11. Những điểm số cuối cùng của trận đấu, đội nào giành chiến thắng ở trận đấu này cũng là rất xứng đáng. Vẫn còn rất tuyệt vời nỗ lực cứu bóng của số 9 bên tuyển Phú Yên. Bóng đã chạm tay chắn ra ngoài sân. Điểm số được cân bằng 12 đều. Rất tuyệt vời, phải nói là hai đội thi đấu rất hay. Đội nào giành chiến thắng ở trận đấu này cũng rất xứng đáng. Mỏi nhỏ thành công, không phải nói rất hay của số 1 bên tuyển thành phố Thái Nguyên 13-12. Chắn bóng thành công. Chắn bóng rất tốt của các cầu thủ thành phố Thái Nguyên. Đúng là rào chắn thép. 14-12 cho các cầu thủ thành phố Thái Nguyên. Chỉ còn một điểm nữa, đội nào giành chiến thắng đây? Thực lực sợ mà nói là ở giải đấu này thì đội bóng tốt. Như vậy kết thúc set đấu thứ 3 thì các cầu thủ thành phố Thái Nguyên đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Phú Yên với tỷ số 15-12 và giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Mình xin kết thúc phần bình luận ở đây. Mình xin chào các bạn. Xin chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem.